Rồi lên rồi đó. Lên cá mọi người, dễ dàng quá. Trời ơi trời, con cá dễ dàng bự có nửa ký lô trời. Khoan, con đứng. Con nè. Đã gì đâu quá trời. Hai mọi người nha. Hôm nay tôi đi câu cá của Minh Thượng nè mọi người. Giờ mình đang ở kinh Cây Gòn nha mọi người. Thôi để tôi quay cho mọi người xem một vòng nha. Đó, đường kinh Cây Gòn nè mọi người. Kinh Cây Gòn nha. Mình có kinh này nha mọi người. Mình sẽ có cá tre mọi người. Nhịp nhịp phao nha. Hả? Nhịp phao nha. Phao thì là có lý rồi. Ừ. Mà sao nó ngưng rồi nè. Cá rỉa phao nha. Rỉa sao không chìm mấy? Không biết phải nó không nữa. Cái đưa đưa nè. Rồi lên rồi đó. Lên cá mọi người, dễ dàng quá. Trời ơi trời, con cá dễ dàng bự có nửa ký lô trời. Con con đứng. Con nè. Đã gì đâu quá trời. Ủa để chút đưa đưa nó lâu lắm nó đá phao nó không ăn. Đá gì trời. Nó lại phao cả lên lên nè, hút miếng nước. Đưa đi. Ủa nó cả đưa đưa hoài mà nó không ăn. Ghê thiệt chứ. Ủa cá nha. Câu sáng giờ mới được nè mọi người. Ôi ôi trời. Ôi ôi. Sáng giờ mới dính nó rồi. Ít thôi đứng ơi, không cần nhiều đâu. Cá nó nhắc ăn mọi người. Nó rung lên cái phao hoài mà nó không ăn á, nó không chìm phao. Con cá nè. Lù. Con này chắc 3-4 lạng á chứ đừng dính chơi ha. Không tới nửa ký đâu. Ủa nó ngắt cái đuổi luôn. Nó sảy. Con cá nè mọi người. Con cá chị vàng chín hiệu luôn nha. Con bông nè. Không có la gì hết nha. Vàng hực luôn trời. Đừng nói tới đã ăn cá. Quá đã. Không mọi người. Có tinh thần rồi đó. Không. Xe chứng kiến mọi người. Cá này nó bể nè, có nhiều người câu lắm. Thấy mấy cái chỗ này là đúng cái thế nó rồi không? Ủ té nó. Phao nó cứ đưa qua đưa lại hoài mà nó không ăn. Vừa xin dính liền nè. Lấy cái móc tao ơi. Lấy cái móc coi. Dính dính dính. Lại chịu cần nhanh đây. Còn cá, còn cá, còn cá. Nè chịu cần nha. Thôi cầm đây tao chịu cần nha. Nè, cá thật lát hay gì.
nặng lắm. Ok, con dừng đứt dây nha. Kêu 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 nó. Còn cá nhẹ nhẹ thôi. Kêu cái bèo nhẹ ra. Kêu coi chừng đừng má vô dây, đừng má vô dây. Kêu ngoài ở đúng rồi. Chơi. Khoát thấy không? Biết lắm mà. Từ từ. Con móc ngoài, móc ngoài. Rồi lên thật lát. Dính vô cỏ luôn rồi bà. Rồi xúc rồi. Chết rồi. Ấy con lấy mẹ xúc rồi. Ấy từ 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 từ. Rồi kéo kéo lên luôn. Chịu quá quá. Rồi chịu lọt đất xong. Xong bước xuống rồi đây. Từ 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 từ. Cá bị cột đầu đó luôn. Đồ hên hên. Ấy chết. Con nằm trên mé. Mé mé. Ấy chừng sâu lắm, sâu lắm. Nắm tay em, nắm tay. Xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Thôi trời. Thôi đừng gãy cá cái con. Rồi hên quá, đâu cá rồi coi. Trời ơi hên, cá bự thiệt. Thằng lát mọi người. Đi thôi. Con này nó rớt ra mà nó không xuất rồi mọi người. Ôi. Đáng xin bà cậu nó quất liền trời. Thật lát mọi người. Hên quá. Cậu ngoài có thật lát ăn thấy không? Có một trùng á. Tao đang tóm lưỡi câu, tao giục lưỡi câu luôn à. Kinh này là kinh gì ta? Kinh này là kinh kinh trái nè. Chỗ này sẽ cứu nó dọn được lỗ câu nó bịt khù. Mọi nhìn. Kinh này chưa dọn nha. Kinh này gần Tết người ta mới dọn mọi người. Khi nào nó dọn mọi người theo dõi mọi người xuống câu là chắc cứu lắm nha. Kinh này dọn cá nhiều lắm. Con mọi người khô cái sạch đàn muối chiên nha mọi người, chưa ăn gì cũng ngon miệng lắm. Cá nó ăn chậm quá mọi người, đáng ráng nó chiều còn sao để kiếm video cho mọi người xem nè. Mọi người chờ nha. Trời ơi, gì vậy trời? Ở đây có cá con không à? Ủa là cá con mà ơi, chìm phao nữa nè, giật sảy nữa nè. Rồi lên. Chặt lát quá. Dính. Chặt lát là ná luôn nè. Ôi con thắt lát bự, ghê ghê hòn luôn nè. Ghê không? Lát nửa kilo luôn á. Chín nè. Cầm này câu anh. Cầm đừng bẫy lên nha. Lát bự hơi được cầm thẳng đọt lên, thẳng đọt lên, đừng để dùng. Dùng đọt nó xỉn nè. Lát bự hết thân trời. Em câu dính mà em câu không dính ta. Thắt lát là chừng 3 con 1 ký ha. Ghê hồn không? Quá đã mà cũng có lát bự ghê hồn. Hùng nó cái đây. Ghê mà con cá lát bự quá. Mày múc lỗ đàng hoàng câu coi. Ôi. Quá bự. Rác bự lắm mọi người. Rồi nè. Trời ơi. Giật tưởng cái trê không chứ. Cái trê nặng, cái trê nặng rồi.
lên không? Ê, để tao gặp bắt cho. Ủa, thật lắc bự quá. Thấy chưa? Đàng hoàng nó mới ăn, nó phải dễ ăn đâu. Ủa, cá. Cần thủ tính lên cá vừa cho con được. Mặt cần thủ tính. Mặt cười tươi như hoa ha. Ủa, đã, lại lại cỡ. Có chừng đạp cái cây móc rồi, móc bọc bây giờ. Đã chưa? Lát cũng mới nói mà giật xếp tép mép nè. Rồi. Đó. Ủa, nó bự hết thần luôn trời. Bình tĩnh đi. Ê. Đâu vậy ba? Ủa, đã. Sẽ chậm ăn lại mọi người, nắng lên nó chậm ăn lại. Ủa nhã rồi trời, còn. Trời ơi, lên, bật lát, ủa thay màu là làm liền quá, ghê thiệt chứ. Ủa con ký trùng không ăn thay mồi là làm liền mọi người. Trời ơi, con này nhỏ. Được thay dế vô làm liền chạy. Ghê thiệt chứ. Được được. Phải đổi mồi mày. Đây mọi người, thắt lát nha. Đã thiệt chứ. Ồ, tiễn con dế đẹp đẹp thả xuống bức liền mấy. Ăn cơm tiếp mọi người, ăn cứ hai rồi. Cứ xế nè, giờ đói bụng rồi. Cá chậm ăn quá. Mình đang có cá trê nhiều cho mọi người coi rồi. Được cá trê mấy thắt lát mọi người. Giờ cố gắng đây tới khoảng 2 tiếng nữa coi sao. Giờ 2 giờ mấy à. Mọi người chờ đợi nha. Về mọi người, kết thúc chuyến câu rồi đó. Chuyến này câu cũng được, cũng vui thôi chứ không có nhiều mọi người. Vậy cũng vui rồi nha mọi người. Nguyên cá cho mọi người xem nè mọi người. Thành quả ngày hôm nay nè. Lát cái trê nha. Mọi người xem nè. Đó. Trê. Được mấy con cá trê mọi người. Này nhỏ không thấy rõ mà. Đổ nước rồi Tấn. Nhiều lại mọi người. Thấy rõ rõ chút. Rồi rồi. Đó. Được 4 con trê vàng nha mọi người. Con này con bự câu đầu tiên nè. Mấy con này sao quay phim cũng được. Nhỏ. Thắt lát một con thắt lát nái nè. Thấy chưa, thắt lát nái cho mọi người. Con này chừng 3-4 con là 1 ký rồi. 4 con 1 ký rồi. Quá đã mọi người. Lát lại con này nè. Thắt thành cái thắt lát không. Bự khủng khiếp cái thắt lát không. Thành công nha mọi người. Quá thành công luôn nha. 4 con cá rô, 4 cá trê. Mấy thắt lát đây, 5 thắt lát rồi. 4 trê vàng, 5 thắt lát rồi mọi người. Cá quá ngon mọi người.